tuntuan. Trời đất đất chuyển mưa xa chớp rồi đổi cơn giông, cây cối đổ xô mưa tuôn sấm giật chớp ù, trăm loài tà quỷ khiếp ủy rùng rợi. Dung nhan thấp cờ diều quang minh chiếu từ trung ngã tích tới tàng cung giảng kim phụng hoàng thân gần thanh chúa tiên trung vương văn văn sơ dâng lên thương lai văn sơ dâng lên hai về đồng đôi chép biên sách dành kê cho kỳ tử trang sinh chữ chữ phu chữ quý khang ninh thọ trường phê cho xúc mạnh khang cường. Lòng thành đồ cho đệ tử tràng sinh
lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng mà hát thung rồi lầy trôi thông rườm rà bốn phương phẳng lặng cam co. Phải đạo Chúa tôi cho gạo cho tiền ơn trên cho gạo cho tiền bán danh bán gì bán công bán quyền đưa người thoát cõi sông mình. Mở phủ khai đan quan về mở phủ cho đệ tử muôn bàn tốt tươi trồng cây độ tốt tươi cây khai sướng mở hồ quan về khai sướng mở hồ tắm cho chín phía đồng đồng tân mát lòng người về người mở phủ ra tươi tốt như hoa độ cho tươi tốt như hoa mùa xuân cầu lồng lồng thu đông đông cầu tài mùa hè tống anh trừ tài. Trần nước tiên tẩy hết bụi trần đồ cho đệ tử mười phần tốt tốt tươi theo thánh con theo thầy một ngày không dám đơn sai chấm linh nhân đồng hôm nay chấm linh nhân đồng đồ cho đệ tử thoát vòng tay ương đồ cho tráng kiệt đôi đường uống phù đệ tử đường đường hành thông đồ cho sở nguyện công tâm sổ này đổ cho trăm phúc nghìn may sau này mạnh sỏi được sáng được giàu đổ cho hưng thịnh bền lâu do lòng thành nổi công danh người nhờ cửa thanh lộc hoàng ân mang đến tận nơi ơn trên qua lớn xét soi chúa sổ tiên đình bút tiên chúa sổ tiên đình ghi tên đệ tử vào trong sổ vàng đồ cho đôi chữ bình an chính vị tài độc về phú quý vinh hoa đổ cho phúc tập hà sa mở phủ quân câu người về mở phủ quân câu đổ cho đệ tử được thoát cầu quý nan đổ cho tài lộc khỏe vang
Phật Thánh Pháp Thỉnh Văn mời cung nghinh cửa Phật thập tâm cửa Thánh thỉnh anh em ta lại vái quan lớn về chứng đền chứng phụ nghe Pháp tuyên văn tuyên sớ ha. Tam
nay ra âm bát quế. Đồng dâng môn quyến đặc bảo bình an tăng phúc tuệ tài lộc ổn tiến gia đạo thành công công danh gia trung dương sinh trường thọ sự. Tuế tư mẫu có tiên tam nguyện tư thập nhật tầng câu đầu hòa nam thượng tấu nguyện. Chiến nhang hạ bút phê sai, cảm phiền chư tướng về đảo lai hộ trình tả sai binh bộ binh tử. Nhị tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh, chữ phú chữ quý khang linh thọ trường độ cho tráng kiệt đôi đường. Khai phủ khai đàn bóc trứng đỏ lòng trao khăn hồng áo thắm ha. Con này ra chung nước chảy một dòng thuyền trôi một bến. Con anh ban khen ban thưởng cho các thanh đồng đạo quan hai hàng bốn phủ nhất một lòng tòng một đạo biết phép quan anh ta thượng ha. Cưỡi gió
ngọn cờ đào, quan lớn thẳng trò đường thiên. Cũng có phen dạo cảnh lầu thu bóng nguyệt đi áng soi bên hoàng hà. Thank you.
dung nhang thấp thấp cờ diều, quang minh chiếu từ trung ngã tích tích tàng cung giảng kim phụng hoàng thân vận thánh chúa tiên trừng vương. Ca đắc tân xa ân từ bi lần vẫn dung sinh vô hạ kim định lệ hải quang cả chiếu từ trung văn văn sớ dâng lên tôn quan tô đôi chép biên danh dành khê cho kỳ tự sáng sinh. Chữ phù chữ quỳ ngang ninh thọ trường phi cho xúc mạnh khang thường. Trồng cây đức được vững bền đời sau trồng cây đổ tốt tươi cây. Lấy ở bể đào nước tiên, lấy ở bể đào nước từ sông cái chảy vào sông con, nước này là nước mưa tuôn. Suối trong nguồn chảy ra quan về quan mở phủ ra. Lấy ở bể đông nước tiên, lấy ở bể đông bát cốc nước thủy sạch không lòng trần nước này, lấy ở sông ngân tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần đi thanh cao rồi lại muôn phần phần thanh thanh cao. Chấm linh nhân đồng hôm nay, chấm linh nhân đồng đồ cho đệ tử con thoát vòng vòng tai ương. Thank you.
nhắc trông lên đi bảng để trói trói ý ngồi đền thờ nhang khói lòng lòng lạnh chậm bông bông huy đua nhụy trên nơi cành sơn trang quan giám sát hình yên quỳnh ngơ bẻ dường là bốn phương phẳng phẳng can qua
nấy ở bể đào nước tiên, nấy ở bể đào nước từ sông Cái chảy vào sông con, nước này là nước mưa tuôn, nước từ khe suối trong nguồn chảy ra quan về quan mở phủ ra, tẩy hết bụi trần nước tiên, tẩy hết bụi trần đồ cho đệ tử mười phần thanh thanh cao. Độ về đường phú quý vinh hoa, độ cho phúc tặng hà xa. Chấm chính nhân đồng con về, chấm chính nhân đồng độ cho đệ tử con thoát vòng vòng tái ương, độ cho trang kiệt tươi đường quân phù đệ tử đường đường thanh thông, độ cho sở nguyện vòng vòng tân. Nước biếc
chốn sơn lâm quan đáng bậc anh mô hào về thoại phủ dậy chào hàng tư phố.
lời nhận thứ vua sai lên cứu giờ trần gian. Một tay đỡ phủ vương quan cứu sinh tình cùng cũng lắm người độ quan cũng nhiều. Kêu lớn về độ quốc hải dân gian, khâm
thừa đi lấy vua ban số sinh số tử hiệp hàng người chúa phi. Trong chiều đình nào có dường ai người thông minh trí tuệ toàn tài đình thân tam tứ phụ nào có ai sánh bằng.
chuyển mười phương trên trời dưới đất quán thông chi đạo Phật truyền xa cầu ô bắc sông Ngân Hà liên hà tinh đầu bay xa ngang trời mới thử chơi sao xa lắc đạc cổ xưa cùng lầu các đệ kinh dân gian con có lễ trình đồng thỉnh thỉnh quan đệ tử ngài ngưng lên công đồng đã bắt đầu gì cùng quan số yêu quan tam tào chúa sổ nhân gian cảm thiên sư vị bách quan lấy ở bể đông nước này lấy ở bể đông đem về mở phủ trình đồng tiên về tây sạch bụi chân đồ cho đệ tử được mười phần tốt tốt tươi nhân linh nhân
đồng quan vi nhận lĩnh nhật đồng 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 sang bóng lịch muôn phật phật thành cao quần thần phải đại chúa tu huy trên theo phật phật thành dưới theo đồng thầy giúp một lòng lòng giam đưa từ sai miền khai thần nhĩ nhi thịnh thành khai thần cầu thụ minh thuyết khai tâm tâm hoan hỷ khai túc năng cổ hành sắc nhan thập cờ diệu quan vi xuất chứng hình nhân mở phủ quân cầu quan về mở phủ quân cầu đồ cho đệ tử được thoát cầu nguy nan độ tài lộc khỏe vang tài lộc khỏe vang độ cho tài lộc khỏe vang cung phụ đệ tử được muôn vàn tốt tươi độ cho tài lộc bằng người độ cho bằng chín bằng bằng mười xuân qua siêu mạnh vẫn thiên thai vạn vật tổng viên thông tam thai sinh ngã lai tam thai dưỡng ngã lai tam thai hộ ngã lai nhất an tam hồn định đi an cửu phách linh tam an thân thể giác minh vì đắc sàng sinh là gì tương ơi chữ dục là gì vì thì là buồn tuy thì là theo bấy lâu đã có lòng theo bỏ công tin chủ đèn nhang khấn cầu chiếc ba hồi sống dòng cờ phất dốc một lòng cửa khác câu yên hội đồng tốc giác đàn duyên cho yên ngôi chính vị tài lộc độ về phú quý vinh hoa độ cho phúc cẩm hà xa phúc phúc đặng đặng hà xa độ cho phúc đặng hà xa bao nhiêu hàn ách tông xa hải ngoài độ cho gia thế ngai trai gia trung thịnh vượng lộc lộc tài hoàn hân chữ răng sở nguyện tòng tâm chẳng sinh chữ chữ phù chữ quy khang ninh thọ chữ phi cho giúp mạnh khang thường cùng đã
đề kinh. Tam quan thất đầu nghi an ngũ hành nhị thập thầm bát tu tài mã đại tấu kinh tam tứ phủ Phật thánh tiên chúa loạn gia chứng đàn tiến lên tam tứ phủ xuất thủ trình đồng xá hầu cầu an bận mệnh cầu tài lộc bình an cầu gia đạo hành tông công danh gia trung dương sinh trường võ sự thần cung đến thiên phủ chi tôn kim quyết ngọc hoàng nguyên cung cao thượng đế ngọc bệ hà thần cung đến địa phủ chi tôn bắc lâm phong độ nguyên tiền đại đế ngọc bệ hà thần cung thỉnh thủy phủ chi tôn phủ tàng cam lâm đại đế ngọc bệ hà thần cung tỉnh nhạc phủ chi tôn ngũ nhạc thần vương đại đế ngọc bệ hà đồng tai bảo hoàng gia kính định từ nhân thị phương thành tam đồng giấm môn khuyến đặng bảo bình án nhật nhật thử tôn đa các cánh ra môn hung địch phúc cung năm tứ thời vô tiểu hạn chi ưu bát tiết ưu trinh tường chi cánh cầu chi huyệt đặc thầm tâm tuế tứ độ quốc thiên tam việt thập nhật thần khấu đầu hòa nam thượng tâu ha. Văn trạng dâng lên hôm nay, văn trạng dâng lên chính quan tứ phủ về chép tiến dành dành đồ cho đệ tử trường sinh. Thanks,